hiện nay chiếm hơn 90% sản lượng của toàn cầu, với giá trị thị trường hàng năm đạt trên 40 triệu đô la Mỹ. Ngành công nghiệp này chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vào những năm 1980 khi những người nuôi ong ở Trung Quốc bắt đầu sử dụng một loài ong cho năng suất cao được gọi là Apis mellifera Ligostica spinola. Sản lượng sữa ong chúa của Trung Quốc năm 1980 là 200 tấn, cho đến năm 2010 đã tăng lên 3.500 tấn. Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi khám phá các nhà máy sản xuất sữa ong chúa nhé! Tại nhà máy, các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt được thực hiện trong khu vực sản xuất, nơi nguyên liệu bao gồm sữa ong chúa được kiểm tra và chế biến kỹ lưỡng. Sau đó, sữa ong chúa được ép thành các viên nén bằng máy móc chuyên dụng để đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm. Cuối cùng, sản phẩm sẽ được đóng gói và sẵn sàng truyền đến tay người tiêu dùng. Bạn có thấy những người nuôi ong này dũng cảm không nào? Họ không cần nhiều quần áo bảo hộ, họ có thể dễ dàng thu hoạch tổ ong và sản xuất mật ong thơm ngon. Mặc dù mật ong không đắt bằng sữa ong chúa, nhưng nó vẫn là một thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với vị ngọt tự nhiên và hương vị đa dạng, mật ong là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cùng với các chất chống oxy hóa. Ya